Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Nghệ Dương. Hôm nay là những ngày giáp Tết, các bộ hát liên tục lên được. Anh em từ mãi Bắc Linh, Bắc Giang, rồi là Tứ Kỳ, Hải Dương, có là anh ghép một con một mít xua, một người trên hai la mã, hàng xịn, một chiếc lưng tiếng, một trăm, một trăm số DK X28, một người là 50, một là DK X6. Bó này ghép em Quân, em Quân rất là mê của anh Nguyễn. Không chịu được anh này, đây em Quân, Hải Dương, em có thể hát lại các bác có nhu cầu các bộ hát để sắm Tết, hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 553 10. Lịch Việt Theo sẽ nhận hết hàng ngày 20, 21 về miền Trung, miền Nam và miền Bắc 23. Âm lịch. Các đơn vị gồm có là DK X6 7.5, Mitsubishi 9.5 mã 2.6, lưng tiếng 3.3, và số 3.8 và cục đẩy 4.5. Hai, em Quân đang hát bài cho vợ đồng em. Một bộ hát này đơn giản nhưng mà hay, từ hay từ nhạc đến mic không thú vị, thú vị là tuyệt đối luôn. Đừng nhẹ nó bay lên. Ok.
Anh vừa làm một đoạn đang luôn. Con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thềm mơ hồ dần tái thêm. Anh là thơ vô vi khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã đến. Nhớ mùa trăng vô vi vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi. Có là quen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe hỏi còn ai cố chi. Em ơi nhìn gió lên trời lòng phố trong sương dài một người xa cuối trời lời đây duyên gặp cách rằng e ấp đôi đời mình còn nhớ thương hoài. Em ơi màu áo phong xưa mình được quy hoàng được bàn tay trên chính là dầm hoa dầm hế tình 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 bao giờ hỏi đường xưa mà con đường xưa em đi thời gian có quên gì đã còn kia vẫn ghi quay.